Mì chắc là mì làm từ thiện đấy mọi người. Ủa cái này làm từ thiện à chị Linh? Cô bà chị chiều nay bà bay ra, bà chị ở Sài Gòn bà bay ra đâu, bà đặt 100 bao lẻ với 100, ai 150 bao lẻ với 150 thùng mì cho À mấy người dân ở thôn 6, thôn 7. à à à à là đặt đặt gạo với lại làm mì tôm để phát quà từ thiện. Rồi chắc là hôm nay nắng chắc bắt đầu là mới xây nhà vệ sinh ở đây. Ủa một mình thầy Hùng xây hả? Ui này mà nắng này chắc là mấy hôm mới xong thầy Hùng nhỉ? 3 ngày. À đây mọi người ơi, trời nắng chang chang luôn. Đây là hôm nay là bắt đầu mới tiếp tục lại tiến hành tiếp khu vực nhà vệ sinh. 3 ngày, nếu mà nắng cái này là 3 ngày mới xong. Đó. Ủa đây mà một mình này sao mà trộn hồ được đây không? À. Đây. Một phòng, hai phòng, ba phòng, bốn phòng. À, một mình thợ cả là kiêm luôn. Xây cao không thầy không? Sau gần ba được rồi, trước cao 3 mét, gần 3 mét 26. À, là cao bằng cái dây đấy à? À, đó mọi người thấy không? Vậy là tầm 3 ngày nữa là sẽ xong cái nhà vệ sinh này. 3 ngày mới xong nha mọi người. Nhiều người hỏi bà xây sao mãi chưa xong, bây giờ mưa có xây được đâu. Đó nghỉ chắc phải 3 4 hôm nay là hôm nay mới làm được ấy. Chắc nghỉ 4 hôm nay rồi thầy không nhỉ? 3 4 ngày hôm nay có làm được đâu nè. Trời mưa suốt không làm được ấy. Hôm nay bắt đầu là mới làm. Làm bên này thì chắc phải có 4 5 ngày mới xong đó mọi người, chứ đâu có dễ đâu. Bây giờ nếu như hôm nay hết mưa rồi, trời nắng như này thì cũng dễ. Còn nếu mà còn mưa là mọi người thử nghĩ xem, mưa làm sao mà làm được. Không có mưa là không có xây tường được. Đó nên cái này nếu mà 4 5 ngày nó chắc mới xong đó mọi người. Xây xong bắt đầu đặt cái bệ. Tôm, xây xong rồi tôm. Xây xong đặt bệ, đặt có đặt vòi nước không hay à, đặt đặt nhà tắm không hay chỉ có xây không à? À phải làm thành một cái phòng hoàn chỉnh, có chỗ rửa tay ở đầu luôn đấy, thế là tuyệt vời đấy. Đó để cập nhật cho mọi người xem cái tình hình nhà vệ sinh đó, nếu mà làm xong phải 3 4 ngày, 3 4 ngày mà không mưa nhá, còn nếu mà mưa nữa thì còn lâu mới xong. Mưa nó thì không biết là khi nào mới xong đây mọi người. Bởi vì cái này xây đâu phải nhanh đâu mọi người, xây xong phải tô nữa, xong rồi gắn bệ nữa. Bệ rồi là gắn vòi rửa tay, gắn nước. Cái bình nước ở ngoài cái là gắn ở trên đầu à thấy không? À ở ngoài. À cái bệ nước là để ở ngoài mọi người nhá. Đó, này cái tiến trình xây nhà vệ sinh thì chắc phải 3 4 ngày nữa. À, ở đây thì mọi người thấy buổi trưa, buổi chiều, bây giờ buổi chiều rồi. Đó, buổi chiều thì ở đây cũng cũng mát bởi vì là có bóng cây á. Nó cả hàng 4 5 ngày hôm nay, từ hôm có bão ấy đến ngày hôm nay là bắt đầu là mới gọi là mới nắng, chứ còn là ít bữa trước kia thì chỉ có nắng đồ một lúc thôi xong rồi lại mưa rồi. Đó hôm nay mọi người mới thấy là có ánh nắng này. Đó đây mọi người thấy có ánh nắng, mà đây cũng có ghế đá mọi người ngồi này, mọi người đi ra ngoài này là có chỗ để ngồi nghỉ, vậy là cũng quá là tuyệt vời rồi. À, bên ngoài này có cái mấy cái bệ bệ bồn này này, cái bệ bồn cầu đó phải gắn vào trong nhà vệ sinh đó thì chắc cũng phải 4 5 ngày nữa mới xong. Khu vực bên nhà anh Thìn đây à, để cái gì đây à, để mì, chắc là mì làm từ thiện đấy mọi người. Ủa cái này làm từ thiện à chị Linh? Cô bà chị chiều nay bà bay ra, bà chị ở Sài Gòn bà bay ra đâu, bà đặt 100 bao lẻ với 100, ai 150 bao lẻ với 150 thùng mì cho à mấy người dân ở thôn 6, thôn 7. à à à à là đặt đặt gạo với lại làm mì tôm để phát quà từ thiện. Này là chị Linh ở nhà là cũng gọi là làm từ thiện luôn, anh Thìn cũng đi làm luôn đấy, toàn những việc tốt đẹp cho nên tất cả mọi người thấy đấy. Ủa con bé không ngủ à chị? Nó ngủ rồi, À vừa nó ngủ đi, nó đi phát quà trung thu cho mấy mấy bạn nó nữa. rồi. Ủa chị vừa từ bên nhà bà nội về à? Đó, lúc nãy thấy chị Linh đi qua nhà bà nội, bây giờ mới về đây mọi người. Đó, đây quà, quà từ thiện gạo, đây là gạo. Ủa đây chắc một bao này chắc phải mấy chục ký chị nhỉ? Một bao 10 ký, À 150 ký. à trời ơi này là biết bao nhiêu suất mọi người. À, mì tôm này đó, đây để cho mọi người thấy. À, anh Thìn thì bây giờ chắc anh Thìn hôm nay đi ra đến Hà Nội cho chị Linh chắc tới 2 rưỡi tới. à, 2 rưỡi tới đó, 2 rưỡi chiều là mới tới Hà Nội mọi người nhá. Đến Lào Cai chắc phải, em nghĩ chắc phải ngày mai chị nhỉ, ngày mai đến Lào Cai.
đi xa phết đấy. Rồi trời nắng quá mọi người, đi lên đầu đường hôm nay xem có bà con gì đến hay không. Đó, anh Thìn thì chưa đến nơi đâu mọi người nhá. Anh Thìn thì bây giờ mới mới đến Hà Nội thôi. Mệt quá. Rồi hello. Chào cô. Chào cô. Rồi chào cô. Ủa cô từ đâu đến đây đấy? Cô á. Có bảo cóc. Dạ. Quê cô, quê cô là ở Bắc Giang. Ở Bắc Giang. Ừ. Nhưng mà cô vào đây lập nghiệp là từ năm 2000. Dạ. Từ năm 2000 đến giờ là 24 năm rồi nhỉ. Đúng rồi đấy. Cô vào đây lập nghiệp ở trên Ngọc Hồi Con Tum cơ. À. Nhưng mà mấy tháng vừa rồi nghe tin thầy như thế là chưa vào được, vì là cô ở Bắc Giang là quê nhà cô là vì là lý do là công việc nhiều. Dạ. Mới vô đây được chắc cách đây độ gần một tháng cô vô đây. Bữa nay nắng ráo lên rồi thì là đến thăm cốc của thầy đấy. Dạ vâng. Vào là cũng may đấy cô, chỉ cách đây 2-3 ngày nó mưa trơn. Ừ. Hôm nay cô đi cùng với ai á? Nắng ráo cô đi với con gái. Con gái. Con gái xinh thế mà dù cái ai trốn rồi. Em có chồng chưa? Em có hai con. Vậy là chắc là cô mới xuống đây à? Cô mới xuống đây hôm nay nghe nắng ráo lên tí thì bảo là cô vào thì cô cũng ốm. Hôm nay khỏe lên, nắng ráo lên thì bảo là đi xuống thăm cốc của thầy. Thăm lúc nãy vào thăm bố mẹ thầy rồi. À. Vào thăm gia đình nơi thầy sinh sống từ nhỏ đấy. Dạ. Rồi thì bây giờ là xuống cốc của thầy. Cũng có một số người cũng xuống cùng, bây giờ đi lên đi về thì anh đây này, anh gì này. Dạ. Anh nói là cô có phỏng vấn không nè, gọi Hoàng Sáu. Anh bảo Hoàng Sáu đâu thì cô bảo à Hoàng Sáu TV hả? Đấy, vậy là cũng hay, vậy cũng hay theo dõi kênh của cháu. Quá. Dạ. Theo kênh Hoàng Sáu TV nói hay đấy. Ừ. Hôm nay là gặp ngoài đời rồi đấy. Ừ, đây, đây. Anh đây tên là gì? Anh bảo là Hoàng Sáu đâu rồi thì cô bảo Hoàng Sáu TV hả? Có thấy đâu. Dạ. Dạ vâng, cô hôm nay xuống cốc thì cô cảm nhận như thế nào khi mà cô xem như TV rồi đến thực tế cô thấy nó khác không? Đến thực tế thấy thương thầy quá. Dạ. Thấy cái bữa cốc mà mọi người hình như là người ta đến người ta sửa soạn thì còn có hoa. Dạ. Còn có hoa, có à, hoa nhiều. Dạ. Vẫn hoa nhiều nhưng bây giờ mình cũng không cho họ để. Để đơn sơ thôi. Nghèo nhất thế giới thật. Đến nơi thấy không có gì, chỉ có đèn dầu không à? Có đèn dầu mới mấy đục nước. Dạ. Dạ, bây giờ cũng đẹp lắm rồi đó. Trước còn chưa không có lát gạch. Nhưng mà không có đường bê tông luôn. Trước đây thì cô hay theo dõi chắc cũng biết về thầy cái việc mà đi bộ các nơi đó, sau này mới về đây chứ đúng không? Thì những năm trước thì đâu có YouTube đâu mà theo. Dạ. Mới trận vừa rồi thì mới biết thôi. YouTube nổi lên là cũng ơn các YouTube thật. Dạ. Các anh em YouTube, không có các anh em YouTube thì cũng không biết được cái tấm lòng từ bi của thầy. Dạ. Biết được cái nỗi tu mà đi theo đường khổ hạnh của thầy như thế, cũng thương thầy quá. Dạ. Cô thấy nói nên cái bữa trước thầy đi tù, thầy đi vào chùa Tây Linh tu 6 tháng đấy. Dạ. Là bị ông sư trong đấy cũng không được. Đấy là giai đoạn đầu. Dạ. Thầy buồn thầy mới đi ra ngoài đường như thế. Nhưng mà thấy thầy chia sẻ bảo là thầy giống như kiểu là thầy tu không hợp hay là tu như thế nào đó, nói chung là kiếp trước đã tu rồi, như thầy nói là cũng phải người ta tu từ bao nhiêu đời rồi là người ta mới có cái như vậy chứ đâu phải là vô lượng kiếp rồi mới đâu. Ừ. Đó nên là như thầy Minh Tuệ là như cô cũng thấy rằng là đâu có ai được như thế, biết bao nhiêu năm, bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu triệu người mới được một người như thế. Đây hôm nay ngồi ở gốc cây bồ đề của thầy đấy, xuống cốc của thầy rồi. Định tưởng là Hoàng Sáu xuống thì là ngồi ở cốc của thầy nói chuyện, nhưng mà thôi bây giờ. Dạ, ở đây cũng mát. Cái cây bồ đề ở đây là anh em tặng thầy à? Dạ có. Có cái anh chủ cây gần đây, nhưng mà cây này cũng hơn 200 năm tuổi. Ừ. Rồi có một cây ở dưới nhỏ hơn nữa. Chung là về cốc của thầy thực ra là ở đây không có gì cả, nó chỉ là cái nơi mà ngày trước thầy từng ẩn tu, từng ngồi thôi. Ừ. Nhưng mà mọi người yêu mến thì tìm về đây cũng muốn như kiểu thăm cái nơi mà thầy đã từng ngồi, rồi là cũng như kiểu là trong tâm của mình có thầy thì vẫn tưởng tượng ra hình bóng của thầy ngồi ở đó. Yeah. Nhưng mà cô cho con hỏi là cô mới mua cái mũ với cái khăn. Cô mới mua đây. Yeah. Xuống cái nơi nào? Ta đầu đường hả? À, mua ở đầu đường. Hay quá. Mua bánh kẹo vào để yếu ông bà. Dạ. Yeah. À, mua lúc mua xuống để cúng thầy, à, để đảnh lễ thầy. Dạ. Yeah. Tại vì là cái bà con đây bảo là không được mua nhang đăng, không, dạ, đúng không rồi. Được mua hoa quả. Chỉ có lúc nước cái gì đó mình ngồi. Tâm hỏa mới nhang đăng để thắp hương. Nhưng mà thấy dân tình ở đây họ nói là
thầy không nhận cái gì cả, chỉ có bấm nước vào để đánh lễ thầy thôi. Đợt trước cũng có cũng thả tim đấy. Nhưng cả cái anh có thầy chỗ nào là cô cũng phải thả tim. Dạ. Thương quá. Mình ở con tôm, mình ở con tôm cũng gần thì lâu lâu lại xuống. Hôm nay mới xuống. Trong tâm niệm lúc mà lúc đầu mà thầy đi đấy là cô bảo là kiểu gì cô vào là cô cũng xuống cốc của thầy để đảnh lễ thầy, nhưng mà cũng vào được gần tháng rồi, hôm nay mới xuống. Xuống để thăm ông bà, trước tiên là thăm ông bà sinh ra thầy và xuống cốc của thầy để đảnh lễ thầy. Bây giờ tọa nguyện rồi. Hôm nay là chắc là mới được tọa nguyện đúng không? Nhưng mà cô có cái mong muốn đi đến đây là bao nhiêu lâu rồi? Cô thì từ lúc mà nổi lên với thầy nổi lên là muốn đến rồi. Vậy là do con gái không chở đi đúng không? Không, tại vì là cô, cái việc của ngoài Bắc cô chưa xong. À. Gia đình nhà cô dạ. Ủa, cô về Bắc hả? Bắc Giang. Hai quê, dạ. Quê cô ở Bắc Giang. Vậy giờ con gái cô ở đâu? Gia đình nhà cô giờ vẫn sinh cơ lập nghiệp, sinh sống làm nương làm rẫy ở trên Kon Tum. À, vậy là Kon Tum. Trên huyện. Dạ. Trên huyện không phải dưới thành phố Kon Tum. Dạ. Nhà cô xuống thành phố Kon Tum là hơn 60 cây. Dạ. Vậy là từ trên đây lên đây phải hơn 100 cây chứ? Ừ, hơn 100 cây. Dạ. Ủa, chị cũng ở trên đấy à? Hồi mình biết bởi vì là có anh em cùng xóm bán cháo ở trên đó mình. Dạ. Yeah. Chị là dân ở đây chứ đúng không? Dạ. Yeah. Chị là dân gọi là thổ địa ở đây đấy. Yeah. Mà chị đã gặp thầy lần nào chưa? Nói chung là chưa gặp thầy được. Chưa gặp thầy. Lúc thầy về đây đông quá thì cũng gặp thầy. Vậy chưa đủ duyên. Đúng rồi, dân ở đây còn chưa gặp được thầy. Vẫn nhớ thầy nói á, lắm lúc là người ở xa tìm về thầy bảo là con hôm nay may quá mới gặp thầy, thầy bảo hữu duyên. Hữu duyên mới gặp chứ không là không gặp được đâu, dễ gì gặp. Tất cả mọi người gặp nhau đều là duyên, giống như hôm nay em gặp cô đây cũng là duyên. Chứ nếu không ở đây thì làm sao gặp? Không gặp, không gặp anh cô vào nhiều rồi. Dạ. Yeah. Cô vào cô xem kênh Hoàng Sáu TV nhiều rồi. Yeah. Không gặp anh Cốc thầy Minh Tuệ ở đây thì cô về rồi. Thì đó. Đó là chị Trang tí em gọi Hoàng Sáu liền. Lúc đấy là đang đi đường kia. Vòng đường kia xuống rồi. Thế nó chỉ nói nó Hoàng Sáu cái là cô bảo Hoàng Sáu TV hả? Là cũng hay xem rồi đúng không? Dạ. Yeah. Em bảo có thấy đâu. Sau là anh đây anh bảo là có. Vừa mới ở đây mà đâu có thấy. Cháu vừa trên kia xuống đi đường kia, mà đi đường bên kia thì nó lại xa hơn. Nhưng mà đường bên kia thì lại mát hơn. Cái đường bên này đi là nó nắng, mà bên kia có gốc cây. Cháu là ở đâu? Cháu là ở ngoài Bắc luôn. Ở tỉnh Yên Bái. Nhưng mà tỉnh Yên Bái nhưng nó không thuộc với cái vùng mà lũ lụt của bây giờ. Mà bây giờ cháu cũng chuyển vào trong Gia Lai ở rồi. Nên là ở Gia Lai đó. Nên là từ sáng là hầu như sáng nào cũng ở đây. Để quay cho tất cả mọi người xem. Để hữu duyên gặp cô như hôm nay này. Rồi, yeah. Cảm ơn. Dạ, mọi người thì cứ bảo là đến hôm nay mới đến gặp được, bình thường toàn xem khán giả cốc thầy, hôm nay cô về xem chính mình, bản thân mình cũng đến cốc thầy là cũng được xem lại chính mình trên TV rồi. Rồi mà hôm nay cô đến đây rồi thì cũng cảm ơn sự chia sẻ của cô nhé, chúc cô nhiều sức khỏe bình an. Dạ, bây giờ cô cũng về luôn hay là sao? Cô cũng về luôn. Dạ vâng, rồi cũng cảm ơn cô. Ông bà rồi xuống cốc của thầy đánh thầy rồi. Vâng. Dạ. Thế xin lọc thầy rồi. Dạ. Nhưng mà hôm nay cảm thấy mãn nguyện chưa? Mãn nguyện rồi, phấn khởi. Dạ. Phấn khởi vui vẻ. Dạ. Có những cái lúc mà mình về cốc thầy chưa có hữu duyên gặp thầy thì chắc là đợt sau sẽ có hữu duyên gặp thầy. Xem thầy lúc nào cũng khóc đấy. Dạ. Nói chung là mọi người cũng lúc thầy đi mà người mới biết đến hạnh Đầu Đà, mới biết cái tu khổ hạnh tu như thầy, chứ còn nếu không có thầy đi mà mọi người đâu có biết về hạnh Đầu Đà là gì đâu. Thầy đi 6 năm rồi nhưng mà mấy năm trước là YouTuber chưa đưa lên nên hôm nay chưa nổi tiếng của thầy được. Mà dạ. Bây giờ cũng là nhờ các anh em YouTuber thì thế giới mới biết được đến cái hạnh tu của thầy. Khán giả mới có để xem. Chứ bây giờ ở đây thì nhiều người có đến được đâu. Nhưng mà xem trên mạng hay là họ cũng thấy. Mà thế này là đúng là cả đất nước Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung mình đều tôn thờ thầy. Đấy cái đạo thờ đạo tu của thầy. Dạ. Là ai cũng quý trọng thầy, thương, thực sự là quá thương. Dạ. Ông là vị Phật sống đấy. Phật sống của quốc thế giới năm bây giờ đấy, người ta bảo 2600 năm bây giờ mới quay lại đấy. Dạ vào 1000 năm mới có một thánh nhân. Rồi cảm ơn cô đã chia sẻ. Rồi cảm ơn cô chia sẻ. Rồi anh chị em nhé. Dạ vâng. Bây giờ cũng lên đường, mà bây giờ leo lên con dốc này thôi là cũng thở hết nổi. Ngày nào cháu phải leo 8 lần con dốc này. Sáng 2 phát, trưa 2 phát. Từ lúc em nói mà từ lúc biết thầy Vinh Tuệ đến bây giờ là tự nhiên mình có sức khỏe hơn. Không, nhưng mà đi bộ tốt lắm. Đợt trước 6 giờ sáng em vẫn ngủ. Nhưng bây giờ 6 giờ sáng em đi bộ quay rồi. Thì bây giờ mình có sức khỏe rồi. Đợt trước mình lìa đi bộ lắm, không có tập thể dục gì luôn. Thế bây giờ tự nhiên mình cảm thấy là mình đi bộ nhiều đấy, tự nhiên tôi luyện là mặt đen thui à.
đấy. Mới thấy thầy khỏe cỡ nào. Đấy, đi bây giờ đi có 2-3 vòng nữa thôi mình đã thở rồi. Đi đến kia mấy cháu ngồi bán hàng mà cô ơi, cô có đi ông cháu trở xuống mà không, phải đi theo thầy chứ. Cô đọc một đoạn đâu, xuống cốc thầy. Đâu xuống thôi, lên với kinh. Không, lên kinh cái đằng sau này với kinh này. Ông kinh cô vẫn đi. Vẫn đi được mà ngắn mà, cô này một đoạn ngắn mà. Vẫn đi được. Này đi bình thường có gì đâu. Làm sao mà thầy còn đi đầu trần chân đất còn. Đúng rồi. Đây mình đi có một đoạn đấy chứ mấy. Rồi, cảm ơn cô đã chia sẻ nha. Rồi mình còn trong đây gần thì cứ lâu lâu sắp xếp lại xuống. Rồi, hello, chào tất cả mọi người nha. Và ngay trên đường xuống cốc của thầy đấy, hôm nay chắc gặp một cô ở ngoài Hà Nội. Rồi, chào cô nhá. Dạ vâng, cô hôm nay là gia đình mình từ Hà Nội vào đây ạ. Dạ vâng, chào cô. Cô đây, cô đi cùng với ai? À, là đi từ Hà Nội vô đây. Vậy là các cô chắc cũng hay xem trên YouTube đúng không? Dạ vâng. Các cô ở ngoài đấy hôm mấy hôm nay là mưa bão thì có mình có bị ảnh hưởng bởi mưa bão không cô? Bạch anh Sáu là có ạ. Có. Mưa bão thì mưa bão, kể mưa bão nhưng mà đội gió đội mưa bão chúng tôi cũng quyết tâm là anh em chị em cũng quyết tâm về đây. À. Nhưng mà nãy giờ cô xuống dưới cốc chưa? Xuống rồi. À. Chỗ nhà anh Thìn rồi. À vừa xuống vào nhà anh Thìn rồi. Tưởng anh Sáu có ở đấy nhưng mà xuống là không có anh Sáu ở đấy. Trời thì vậy là nếu mà có nói sớm thì sẽ gặp rồi. Dạ vâng, vậy là hôm nay không gặp. Chúng tôi là tệ phạm chứng sâu nghiệp nó dày phúc có mỏng, sinh nơi chẳng thấy đương buổi nghỉ sinh. Tôi chẳng biết cái chi không biết cái gì, nghiệp nó dày phúc có mỏng thì thôi trước tiên ăn mày Phật Thánh vô mẫu chú trầu Tam Bảo. Dạ. Và Phật Pháp Tăng. Thứ hai nữa ăn mày công đức của ngài và ăn mày công đức của anh Sáu bố thí cho chị em chúng tôi và chúng tôi được vào đảnh lễ ngài. Dạ. Hôm nay là mãn nguyện gì con này khác sau này cũng một mãn nguyện rồi ấy là Phật thì mong anh Sáu dạ vâng. Vậy là các cô là cũng hay theo dõi rồi là hôm nay mới biết tìm về cốc của thầy ngày hôm nay. Dạ. Vừa ở ngoài viện xong. Cam kết xong rồi tôi vào mấy nhà ngài đấy. Trời. Vẫn một tin sai đang truyền. Trời ơi, giờ là có nghĩa là mình tâm mình rất là mong muốn xuống đến cốc của thầy. Rất mong muốn xuống cốc của thầy xuống rồi còn muốn đảnh lễ thầy. Dạ. Dạ, nhưng mà hôm nay mà xuống dưới cốc của thầy rồi á thì cô đến đây là cô có cảm nhận gì không? Vì cái việc ở dạ. À là cái chuỗi. À chuỗi hạt là mình có mang theo chuỗi hạt. À chuỗi hạt ở đây là hạt bằng hạt gỗ à cô? À dạ vâng. Nhưng mà ở dưới cốc thầy thì cũng không có bỏ được đồ gì ở dưới đó. Nên là mình cũng à. Dạ mình lại xin lộc mình mang về. Dạ hôm nay mình hữu duyên đến được cốc của thầy là cũng là điều tuyệt vời rồi. Dạ bà con ở khắp cả nước, trong nước ngoài nước, nói chung là tất cả mọi người cũng thực ra là cũng muốn đến đây là để thăm cái cốc của thầy nơi mà thầy ẩn tu. Rồi là hôm nay là gia đình mình đến đây cũng là mãn nguyện rồi. Thực sự mấy anh cháu này, trước tôi có một đồng từ ở trong Sài Gòn. Dạ. Từ ngoài nội tổ thì vào Sài Gòn thì giờ cố bớt chút thời gian đến đảnh lễ ngài. Thế hôm cô đến 2 lần, một lần đi từ thiện mà một lần theo gia đình đi cũng đến được đảnh lễ. Dạ. Rồi thì hôm nay ăn mày nhân duyên công đức của anh A Di Đà Phật để cho dạ. Tôi được đảnh lễ ngài một chút thì về. Và bây giờ thực sự là tuổi thì được làm kiếp người tôi thấy cũng là khó, thế nhưng hiện hữu được làm kiếp người nhưng mà bây giờ thì cũng quá nửa đời người rồi. Thế mà chúng tôi muốn đảnh lễ ngài thực sự chân tình với anh là thế cho nên là cho chúng tôi được gặp đảnh lễ ngài. Chúng tôi từ xa thôi cũng được. Dạ. Yeah. Hôm nay không hữu duyên được gặp thầy nhưng mà đến cốc thầy là cũng tuyệt vời rồi. Chứ bây giờ không biết là khi nào thầy mới về. Chưa ở đây được. Dạ. Từ Hà Nội mà vào đây là thì... Vậy là cô hôm nay là mình đi từ Hà Nội vô đây là mình khi vào đảnh lễ cốc thầy xong mình sẽ quay về. Vâng, A Di Đà Phật. Vâng, dạ. Tôi muốn vào đảnh lễ, tôi còn nếu không mà thầy ở trong Nha Trang thì cho tôi vào Nha Trang thì tôi không gặp được. Cháu cũng có một lời khuyên là thực ra là thầy cũng nói mà hữu duyên thì sẽ gặp. Còn mình cũng cố tìm chăng nữa, cũng cố rồi chăng nữa cũng không có gặp được. Dạ, nên là bây giờ trong đó thì thầy cũng rất là an toàn, thầy vẫn khỏe mạnh, thầy đi khất thực. Thầy cũng mệt mà bỏ có một cái vị thuốc rồi cũng không có nhiều, để gọi chân cúng ngài nữa một chút. Thầy không có uống thuốc đâu. Thầy không có uống thuốc đâu. Và không có uống thuốc gì hết á.
nên là mình có cái tâm là thầy, có cái thầy cảm nhận được mình có cái tâm tốt là mình sẽ nhận được điều tốt đẹp thôi. Dạ. Thôi thì tệ cạn phía sâu nhà chúng tôi không gì được, thì muốn cúng dường ngài, nói chân tình với anh là thế. À, là mình từ ngoài Hà Nội đi vô đây là mình đi cùng với ông xã, cái con. Không, xin là đoàn Phật tử thôi. À, Phật tử thôi. Chị em chúng tôi chụp cả nhà xong mỗi Phật Thánh chưa đủ duyên. Dạ. Dạ vàng rồi, nói chung là thôi đến đây hôm nay cũng gặp mà hữu duyên gặp cô ở đây cũng là tuyệt vời rồi. Thì trước tiên thì nói chung là các cô xuống đây cũng được thăm cốc thầy rồi. Chúng cũng gặp, chúng cũng đến nhà của anh Thìn rồi đúng không? Anh Thìn không có nhà đâu. Nhà có chị Linh và anh Thìn ở nhà. Và cũng đến tham quan đây là được rồi. Để hữu duyên có dịp nào đó thì lúc đấy là nếu như có thể là thầy về đó, lúc đấy mình hữu duyên mình sẽ gặp. Dạ, còn hiện tại thì chắc cũng chưa gặp được đâu. Vì thầy đang ở Nha Trang. Thầy đi lâu lâu rồi thầy sẽ về. Gặp được thầy thì cho tôi về chứ. Thầy qua thì chị em cũng đảnh lễ ngài thôi. Rồi, rồi, rồi. Ok, rồi, rồi. Chào, chào, chào cô nhá. Rồi. Bây giờ là rời về Hà Nội rồi. Đó. Giờ lên đường về Hà Nội rồi nên là chắc cũng Hà Nội mình là cứ từ từ không có đâu chị ơi. Cứ từ từ đi bo đến đây rồi thì cứ từ từ đi. Phải mang túi nó không để quên nữa. Rồi ok rồi chào cô nhá. Rồi cô chúc cô lên đường bình an nhá. Bây giờ cô lại về Hà Nội à? Rồi, rồi chào cô. Rồi rồi ok rồi chào cô nhá. Dạ. Dạ vâng, rồi chào cô. Đó, cô rời Hà Nội, rời Gia Lai về Hà Nội mọi người ơi. Đó. À, sáng ngày hôm nay thì bà con cũng đến để đảnh lễ, đến thăm cốc thầy. Bà con ở nhiều nơi xa từ Hà Nội về đây. Bây giờ em sẽ đi xuống dưới cốc để quay cho tất cả bà con xem nhé. Khán giả hỏi là Hoàng Sáu bảo giấu cám ở đâu. Hoàng Sáu giấu rồi nhưng mà cả nước biết. Bởi vì Hoàng Sáu vừa giấu vừa quay. À, ở đây thì không biết Hoàng Sáu giấu ở đâu mà lên trên video xem là biết không, khán giả. Con ơi, chỉ có mỗi người rúm rúm người đó thôi. Đó. Hoàng Sáu nha. Giấu rồi, dạ. Đi đâu ăn để cháu Hoàng Sáu. Thì cháu quay nhiều mà, cháu cũng quay nhiều. Này, Hoàng Sáu này. Ôi bà con nô giấu rồi mà bà con vẫn tìm ra. Đó. Nhưng mà mình ở đây gần vẫn chưa biết chỗ lô. Con giấu là con giấu bà con ở đây thôi. Đến đây không biết nhưng mà xem trên mạng là biết. Có bà con ở Hà Nội bảo à biết chỗ Hoàng Sáu giấu rồi nhá. Đó, kiểu đấy. Người ở gần đây vào đâu cô vào liên tục nhưng mà không có thấy. Dạ. Đây cá to ghê. Ừ, to mà. Cá này chắc phải mấy ký. Cá này chắc phải 4 5 ký đây này, mọi người. Dạ, con to ký. Rồi mấy con to. Ở dưới. Đó mấy cô là ở thành phố mới về đây chưa thấy cá to bao giờ. À, bữa nay thấy cá to. Dạ, rồi cá to. Mấy con chim mới to. Mấy con ở dưới chắc phải 4-5 ký. Thôi Hoàng Sáu ơi cho nó ăn với để cho các cô xem. À, cháu giấu rồi chứ mà cho ăn nữa nó no quá. Rồi chào các cô nhá. Rồi. Chào vâng, rồi chào các cô. Cái chăn to này nó đang ấy là nó ăn này, nó tưởng có đồ ăn là thức ăn này. Trời ơi, này quá trời luôn. Xuống mà gặp nó đang cho ăn nó mới sướng. Mỗi ngày cho ăn phát thôi. Sáng rồi ăn nhiều rồi, bây giờ cho ăn nữa là nó no quá. Dạ. Rồi rồi, chào cô nhá. Dạ. Rồi rồi, con chào cô nhá. Rồi con chào. Rồi, giờ con chào cô nha, giờ con chào các cô. Dạ. Chào rồi, giờ con cảm ơn các cô. Dạ, đây nó sinh sản nhiều mà, rô phi là dễ sống. Ăn rau, ăn cỏ cũng sống nữa. Rô phi đâu có cần cho ăn gì đâu. Hồi nãy quay ông ngày xưa đâu có cho ăn cái gì đâu. Không, từ cái bữa cho ăn là nó mới về đây nhiều.